Theo tin của Tân Hoa Xã, các đại diện của Việt Nam và Trung Quốc hôm 8 tháng 5 đã thả 43 triệu con tôm cá ở Vịnh Bắc Bộ. 6 loại cá, trong đó có cá hồng và cá mú và 2 loại tôm đã được thả tại một cửa sông ở thành phố Đông Hưng thuộc khu tự trị Choang, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Đây là lần thả tôm cá thứ 2 trong vòng 1 năm và là nỗ lực chung của hai nước để tăng đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu vực. Kể từ lần thả trước hồi tháng 5 năm ngoái, sản lượng cá được thả đã tăng 20% so với năm trước, theo kết quả giám sát của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc. Vịnh Bắc Bộ là ngư trường truyền thống đối với ngư dân của cả hai quốc gia. Việt Nam và Trung Quốc đã ký các thỏa thuận về phân giới và hợp tác ngư nghiệp ở Vịnh vào năm 2000.